Thấy sao? Thấy Rồi sao? lá non người ha, cái này bứt lá thì nó canh mất mấy đoạn Ê, non rồi cái gì? bất giỡn bất giỡn Lá nghĩ non lắm sao à. cái trái chứ có mà bất đọt hết nhúng sao ăn được. Tôi nghĩ mà tôi nghĩ tôi giận, Sao không vậy? phải là tôi là người ích kỷ nha, nhưng mà tôi giận ở chỗ là ông nhớ cái đợt mà ông khoe cái clip mà gọi là cây ớt tôi đẹp rồi trái trắng này ăn thơm này nọ, nhiều gia đình nhìn vô và xin Thì chỉ ta hạt giống như nào người ta mua về ta trồng. hạt giống đâu có, bắt đầu người ta xin nói sẵn có nè, ông nói bữa hổm ông nói cái này còn 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 số lượng giống nè, là tôi trồng đâu hết đâu, còn ít lượng giống nè đó, gia đình xin. Nhưng mà tôi nói vậy nè, cái dòng này nó rất là khó sống, tại bây giờ nếu mà gọi là gửi ship cho người ta thì lên tới chỉnh, và nhiều khi là mấy thằng lơ này nó dục cái này dục kia, thứ hai nữa là nó khô nó chết mất rồi. À, gọi là ship xe khách xe đò liên tỉnh tầm 1-2 tiếng nó tới, Tiếng nửa ngày nó khỉ tới, từ đây ra tới Hà Nội ship từ ra Hà Nội thì ngày đêm đi, bây ngày giờ đêm đi nhanh mà ngày đêm được ngày chứ, đêm đi nhanh thì nó khô chết mất rồi. chứ cái này mà đi ship co thì chỉ có về nhà phơi sắc nước uống thôi. Còn bây giờ ship co cũng 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 dục, mà ship xe nó cũng dục à, Bây thì giờ phải chia sẻ cho nè, hả? cái này cách để anh vận chuyển mấy cái cây này nè, mấy cây mà dạng cây giống á, mà dạng trường hợp là gửi xe nha, chứ không phải là gửi ba cái shipper kia là thua. Bây giờ nha, anh chuẩn bị cho em một nước, và nước sình đó, Đầy ghê anh chuẩn bị nước sình thì em chia sẻ cho. Với lại anh có cái đồ quấn bọc thức ăn á, gì, lấy cái bịch cũng được à, đồ chùm thức ăn thì cái nó bịch được không, cái đồ chụp anh nó có đồ dính mình dễ quấn hơn, nhưng mà em hướng dẫn vậy thôi anh, cái lít nào anh làm tùy anh mình thôi. nhẹn lại bây giờ tôi cho mà tôi còn phải làm như cực dữ vậy, Mà cho là cái củ, cho là cái củ ấy mà anh không cho tùm bậy tùm bạ, anh cho mất công là ta mang lại tiếng đúng mang không, tiếng anh nữa. là bứng 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 đem vô làm Anh cứ nhổ rễ cho nó được rồi, vậy nghĩ sao ông tiếng thấy cái mà này tôi đã phải bứng qua, nếu mà nhổ rễ là mình phải trồng liền đó thì nó mới lên, chứ còn ông đã đi sai nó héo là rễ nó khô hơn thì hết. mình có chiêu đó, anh chuẩn bị em nấm sình là ok rồi, anh nhổ bao nhiêu cây anh nhổ đi, Cho người ta mấy cây ta, chẳng lẽ chỉ cho người ta 1 cây thôi hả, cho cây người ta chửi vô tệ cũng cho được 5 cây, người ta có cây chết kỳ không chứ anh Khải. ủa chứ ông nói là có thể đi được mà sao mà cũng mới vậy chết, Anh bứng từ cái này qua cái cây này chắc cái gì, có cái cây đó nó còn sống cho anh không hay nó chết không, huống gì anh bệnh chuyển xa nó. vậy cho người ta 5 cây hả, Ừ, 5 cây 5 cây đúng không, nhổ nhổ nó chết anh sao, cứ nhổ thẳng lên không sao đâu, mày sao đừng đứt rễ được rồi rễ nó phải đứt, nhưng mà nó đứt khúc thôi rễ còn nhiều mà đó, mày sao đó, đừng quá mày trời sao đừng đấy, đứt ngang là được rồi, đừng gãy ngang đúng không, rễ ngang đó mọi người vô đây gãy luôn không, rễ luôn không sao hết á đó. Đó mọi người có thể áp dụng cái trường hợp này cũng rất là tuyệt vời luôn, dành cho trường hợp mà mọi người đi đâu đó mọi người thấy cái cây đẹp quá mọi người muốn nhổ về trồng. 4 1 2 3 4 kiếm cây nữa, một cây nữa thôi. Rồi, vô đây thiết kế cho. Đây, mọi người kiếm sình á. Dọc sình nữa hả? Dọc sình. Đụ tay dơ tay mà nõn ngày mà dọc sình trời. Đó, mọi người làm ta tạo sình á. Sình sệt luôn hả? Sình sệt luôn á. Sinh đất dẻo càng tốt đúng không? Ừ, càng dẻo càng tốt. Ok. Đó, ok. Anh quét hết cái này vô trong sình đó. Nhúng hết luôn hả? Ừ. Cái gì vậy? Nhúng. Đây, cái này anh trải dưới đây đi. Đây, cái nhúng vô. Này. Ừ, nhúng vô. Ok. Rồi, mang lên. Anh đặt lên, anh quấn lại. Đặt lên, rồi, anh quấn lại. Rồi, anh gấp ngang. Quá rồi luôn á. Rồi, gấp ngang. Rồi sao nữa? Xong rồi anh quấn lại bình thường rồi anh gửi người ta. Anh đóng trong hộp giấy, hộp gì đó. Rồi anh gửi người ta, tùy ra. Em chỉ tới đây thôi rồi gửi đường nào là chuyện của anh. Sẵn là ông đi gửi luôn đấy, ông lát ông đi 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 chăn bò đó, ông gửi cho người ta đi. Em chăn bò em gửi trong em gửi vô miệng bò. Ủa gì mà nó có chết không? Không chết nổi đâu, đây là cách thực tế mà. À có nghĩa là ông làm cái sình nó kiểu đó, thứ nhất là nó giữ ẩm, thứ hai nữa là nó không có có làm cho nó bị khô gì, giữ ẩm đúng không? Đúng rồi. Và về là mình lấy ra là mình lấy thôi. Đúng rồi. Tại không sao vì đó. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, vấn đề này phải sao không? Sình mà ông bỏ vô cái bịch kính. Ừ. Nó không bao giờ nó khô. Đúng rồi. Đâm ra là cái rễ lúc nào nó cũng tư, nó không bị héo rễ. Đúng rồi. Đâm ra là khi mà ông lấy về ông chỉ cần nhổ ra, tách ra là ông trồng ra. Đúng rồi. Đó ok, chia sẻ mọi người đây, mọi người thể áp dụng thử nha. Rất là ok luôn. Được, để đi gửi ra.